Chào đón năm 2022, shop yummytv.com khuyến mãi 100% cho tất cả các loại thẻ cào ngay sau khi nạp thành công. Những bao lì xì 10.000 kim cương quân huy hoặc RB miễn phí khi nạp thẻ thành công từ 30.000. Tỷ lệ trúng thưởng cao với gói vòng quay đầu năm siêu may mắn. Truy cập ngay shop yummytv.com từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 để nhận những phần quà ưu đãi đón chào năm Nhâm Dần nhé. Ôi vậy cái gì mà ngu ngốc vậy? Sao vẽ đây ngồi tôi với mấy bà này? Sao mọi người làm như vậy? Trời ơi, cái kỳ quá à. Làm vậy thì bị hậu quả nặng hơn. Mỗi đứa mười đô, 10 đô rồi đi mua thuốc giải đi mấy ba đô. Cảm ơn. Cứ để tôi sẽ báo thù cho các chàng trai của chúng ta. Lại là cô máy này nữa. Không, mấy hôm bữa đó. Không quên dân mà bán đi tắm nè. Trời ơi, đâu đi giá đường người ta cười chết. À, dành mình đi rồi, mua mình đi tắm đi. Trời ơi, ta nói nó phê. Many, many minutes later. Không chứ vậy Jimmy ơi, lâu quá trời luôn rồi. Sao mà nè, lâu lắc thiệt chứ. Thôi được rồi, đây chính là cái cổ máy gì nhớ bữa, không? Tôi nhớ rồi, bữa Doraemon cho tôi mượn nè. Hôm nay Jimmy hãy dùng cái đó và hãy vẽ trên khuôn mặt mấy cái đứa mà đã gọi là phá Jimmy đi. Tao lại đi chụp hình đúng không Doraemon? Đúng rồi, nhiệm vụ của tổng thống là đi chụp hình. Tối ngày gì hoài vậy, tôi mệt mày thiệt luôn á. Từ từ. Cái camera ơi. Camera hả? Camera lên trước hả? Ừ, cho coi. Tôi mặc thay đồ tổng thống rồi, đi chụp hình tụi nó cho nó dễ. Rồi, Mimi gọi tôi rồi, thôi tôi đi nha. Ủa tưởng phụ phải sửa, tôi quậy tôi kia chứ. Thôi, phụ ở đây thôi, người ta còn có công chuyện quan trọng cho tương lai nữa chứ. Nè, trả ông cái cửa cánh cửa thần cây nè. À đâu? Ông qua mượn đó. Dạ. Cảm ơn. Thôi tôi đi đây, bye bye. Ủa vậy coi bằng gì? Camera kia bé hư rồi, coi bằng camera mới nè, đây là camera của làng chúng ta. Ê, tôi để quên kìa. Ủa để quên gì vậy? Định lấy cái cửa nó mà nó lấy mất tiêu rồi. Mà thôi được rồi đó. Bây giờ thì cứ bà coi ở đây chuồng hải vô và chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có bao nhiêu cái cam đó đó. Rồi bà cứ coi đi. Sao? Cam ý là từng chỗ khác nhau. Cam đó bà coi đó. Tụi tàu hủ dắt với tu gà, với sầu riêng, với hai chị để tôi bật tiếng lên coi.
Coi. Trời ơi, chui lại lên. Nhưng mà cái cam này thấy không có gõ gì hết trơn á, tụi nó đứng ở bên trái góc nhà Quý không có thấy được. Đây để tôi coi cái cam nhà ông coi thấy được không. Cam nhà ông thì không thấy được. Ê, cam số 3 cũng thấy được nè. Thấy gì không Dì My? Được. Trời ơi, cái gì vậy? Sao tụi mày bị chém lên người vậy? Mấy đứa con gái đây. Mấy đứa con gái sao? Được rồi. Dẫn tao qua đi, tao sẽ lấy công bằng cho hội người anh chị em, anh em. Ok, đi thôi. Đi ơi. Ê, đi Huy, đây là con mấy bà con gái làm cái gì ở đây hả? Làm cái gì mà làm anh nhã tụi anh em tôi? Này nghe mà mấy chá, bình tĩnh. Nè, nói cho ông nghe, mấy ông kia còn không làm gì lại tụi tôi thì ông làm được cái gì? Chị em đi xong lên. Tại sao lại nói vậy? Đi ra đây nha. Trời ơi, quay mày đi lên xin lỗi. Sáng giờ tôi nghe đi giờ đây. Mày bỏ mày đi nhở. Đi ra đây. Đứa mà tụ tập. Ơi, con Vinh Kỳ quay lại coi. Dạ. Dạ. Đứng vô tao chụp hình cái coi. Ôi, chụp anh thẻ hả? Ai cười gì? Chuẩn bị làm bách bo đi sinh nhật sinh tố nè. Ở đây. Đúng rồi nè. Chụp. Chấm chưa? Mày đừng có cười đâu, mày cười xấu quá. Trời ơi, đang hùn lùi chụp nó cũng xấu rồi à. Kêu con Hundo lại đây cho tao coi. Ờ, dạ, ok, không đó. Chụp ba mấy mốt đi sinh nhật sinh tố hả? Ba bị chồng nó nhiều chuyện kìa. Mày có chụp một cái thôi. Tập đá vô cái đầu mày quá. Đứng đàng hoàng để tao chụp đó mày. Thì ok, rồi cút đi. Quá đẹp luôn. Con nhỏ kia mày đứng gì nữa, đi ra đây mày. Ôi ơi, nhờ ra cái hình tụi nó là tụi nó không nghi ngờ mình được mọi người ơi. Em nghĩ em nghĩ chứ vụ gì vậy? Ôi chụp hình nè, ok. Để lên chụp hình nữa, có đi sinh nhật sinh tố không? Rồi, đây, ok. Ủa, gì vậy? Món tu cuộc sống gì vậy trời? Ok, ra đây. Ok. Dạ, đây nè, dạ. Chụp hình. Không cười. Mày chụp lại đi, chụp khác mày. Không chuyện hùng máu nữa. À, chưa đẹp chưa. Kích kích. Rồi, thanh kiệm mọi người nha, chúc mọi người thịnh lộ bình an. À, bây giờ thì được lắm. Trời ơi, hồi nãy nó cưỡi quy luôn mọi người, ghê thiệt bọn này. Được rồi, bây giờ thì đỡ ra in hình ra thôi. Ba đứa, cần tôi tiếp tục in. Cũng được. Rồi, ông gắn cho tôi, ông dán đi. Ông dán qua AB đi. Còn ai nữa, bà có lụm ai vậy? Nè, lụm có Huno á. Bây giờ bà muốn ai trước nè? Con AB, con nhỏ đó nãy nó chơi mất dạy thiệt á. Trời ơi, nó em tôi mẹ chật. Trời ơi, mày được lắm con. Để tôi chỉnh, xì can lên nè. Rồi, lên vị trí đi bà nội. Ok, hãy bây giờ tôi bắt đầu cuộc hành trình. Bây giờ được rồi. Ok, bây giờ thì con Abi hả? Abi à, mày coi đi con. Mày là em tao mà mày dám đùa với bạn Abi với con Jinky. Thì em còn Huno nữa, cay lắm mấy bạn à. Được rồi, đó, đây. Abi à, cho mày thành Abi luôn con. Y như em trai của Quỳ luôn, cho mày nè con. Cho mày nè con, mày cười đi. Đông. Tăng 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 tăng. Trời ơi, tao nói là kêu lúc nào mình xài. Được mày lỗi. Ôi rồi, mày mặt ngu quá. Được rồi, thành công rồi. Ông vẽ tiếp theo cho tôi coi Huno luôn. Coi Huno, ủa hay là bà coi trước, coi thử mấy hạt động dưới trời. Coi sao ta, để coi con AB không biết nó đang ở đâu, không có cam nhà nha. Đang đâu? Cam số 3 cũng có, cam số 4 cũng có, cam số 5 cũng có, cam số 6 cũng có. Ê, con Huno đang đứng trên nhà, không thấy. Con AB, nó đang ở dưới đất nhưng mà không có thấy nhiều. Để coi nó có đi ra đường không. Nè, con vũ nó vậy ha. Trời ơi, cái mặt nó xấu như là con quỷ vậy đó y nha. Trời ơi, đó, dán cái tóc lên cây, trời ơi. Ê, nó dán cái tóc, tôi xuống chưa tắt cạp, để tôi coi. Ống. Cái mặt nó giống như là con quỷ vậy á. Thấy ghê lắm luôn á. Ê, mẹ của hai chị ấp ơi. Đúng rồi, giờ mét rồi chị ơi. Mẹ qua. Trời ơi, cái mặt nó giống quỷ vậy. Gì vậy trời? Sáng sớm khùng dữ trời. Ôi chuyện cam tắt. Bọn này nó hơi mất cười quá. Đổi người con Huno liền luôn. Ok luôn. Mày nè mày. Ôi mày hả con. Tao cho mày biết tới nào là lễ độ, tới nào là phải đổ lệ cho cái con Huno kia. Bây giờ mình sẽ bôi cái mặt của con Abi đi. Cái con nhỏ này nó là em mình, nhưng mà nó không có nghe lời mình mọi người.
có ngày nó quậy lắm, nó đi chơi chung với con Abi xong rồi nó bắt đầu á, nó kiểu bây giờ đầu mọi đường người xó chậm. Đúng đầu đường xó chậm. Bây giờ thì ông chờ đó, ông sẽ coi bức tranh của tôi sẽ biết đẹp hay không. Bây giờ tôi sẽ vẽ con mắt nó như là bị lé luôn, như là cái hột é luôn, ông coi nè. Nè mày sẽ không ghét gì của Abi đâu. Được rồi, hi-ya, ông cho coi thành phẩm của tôi nè. Đâu mắt con của sông có mặt ngu. Thì mặt nó ngu không? Ghê luôn. Đó luôn mọi người thấy không, cái gương mặt của nó nè mọi người. Thử coi. Ok, nó đen nhặn Abi á. Ok. Để mình coi mình ấy dạ. Mình bật cái cam lên nè. Mặt mày ngu đây. Mày ngu vậy mà em xin xẻ quá vậy. Chị ơi cái kỳ kèo này là do bà Nabi nè, do bà già đó nè. Bà Nabi là trẻ ác nhất cơ. Đúng rồi, kiếm mã coi. Ui, nếu quản lý bà Nabi mình phải chỉ cao qua già bà Nabi là số 5. Tại sao chị lại dám vẽ mặt của tụi em như vậy? Mặt tụi em bị cái gì vậy? Trời đất ơi, gớm quá. Vậy đi. Trời ơi, mặt bà Nabi bị cái gì vậy? Mặt em bị gì? Mặt em bị hơi người già luôn. Vô mà cái gì vậy? Mọi người lên xem cái gì vậy? Ôi trời ơi thằng gắt chân tôi nha, chưa chùi xong nữa hả, nghe chi luôn. Dây, dù dây. Trời đất ơi. Trời ơi, được rồi, mình đáng đợi, bây giờ mình sẽ vẽ luôn hai người cuối cùng luôn, tắt cam. Được lắm Hi-ya ơi. Quá xịn luôn á, vẽ tiếp đi. Bây giờ để tôi bôi. Bây giờ in luôn con bà Nabi cho tôi. In bà Nabi trước nha. Mình sẽ cho cái mặt Nabi, mọi người đáng cười. Trời ơi, ta nói nhìn bằng Nabi như chú ơi á, cỡ này là người yêu của bác chia tay mới luôn. Mọi người ơi, nhìn đâu ai muốn quen luôn nè. Đó, đôi mắt trắng đen một hộp thôi, cho một hộp cho mọi người nhìn mới ác. Thôi tôi đi qua quả tôi coi trước mới coi sao. Ê, cá nhìn tôi người nữa luôn. À, cá này nữa. Nhìn kỳ. Ghê trời, nhìn kỳ luôn đúng không? Trời luôn. Trời ơi, nhìn bằng Nabi xấu, mọi người đúng xấu luôn á. Chỉnh coi. Rồi được rồi, bây giờ tôi sẽ bôi. Rồi nha, tôi đi coi đây. Rồi được rồi, bây giờ mình tiếp theo mình sẽ vẽ luôn cái con Jinky đen thui thùi lùi. Cái mặt nó sẽ cho hai ba con gì chấu hết trển luôn. Đó, con mắt lé nè con, mày ngỡ đó tối ngày mày bảo ai? Mày bảo ai là con bò sữa, giờ mày bảo tao xấu à mày? Tao coi tao với mày ai xấu hơn. Xong rồi đi ơi, mấy bây giờ. Nè, bà tôi nói cho ông nghe, cái mặt của Doraemon á là tôi không chỉnh lại là sẽ không bao giờ hết. Ê, bà đi coi thử của bà Nabi đi, mắc cười lắm luôn á, Jimmy. Ừ, để tôi đi qua bển tôi coi mấy người đó nè. Ai cười vậy nè? Ờ, sao cái mặt đó trời ơi, để tôi cười cho rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi, nghiệp quật. Trời ơi. Bây giờ ông cho mấy người đó kêu từng người đi hồi chen cho tụi tôi coi đi à. Sao mấy con mặt trời nó ra chỉ là hai con vậy? Nghe nè, tao có 7 vé đi sinh nhật sinh tố. Ôi mấy người mà sao có 7 vé vậy anh? Ngoài thì mình nhiều người mà. Mấy cái gì mày chứ vé nè. Vé ấy ra một vé là coi như. Thì Cúc ơi. Tại vì người ta là người yêu mày cứ đi quá. Đi lên nha, dắt VN. Ok. Vậy ở sao bà? Đi ra. Đó. Yeah. Đi bé cáo xin bé già lên. Hầu hồ. Đó. Okay. Rồi. Mày ba vé rồi. Hai chơi. Bốn vé. Từ từ chứ rồi. Đi ăn pizza Phobi mày cút. Có. Năm vé. Huy đúng. Oh. Yeah. Mày nè mày, lấy ăn vé Phobi đi. Ủa gì đâu, tụi em còn người không được may mắn thì phải làm cái gì đó thì mới có vé được. Ủa gì? Cái gì đó kìa, đúng rồi. Đi cắt quốc đi. Gì đi cắt quốc? Đúng rồi, tôi cho vé. Ủa gì vậy? Tự nhiên đi cắt quốc vậy? Đi thôi, tụi mình đi sinh nhật sinh tố anh em ơi. Đi. Ok, đâu đi. Không ngước mặt lên giờ khỏi. Ngước mặt lên, trời ơi, cái này xem xét lại, xem xét lại, được, xem xét lại. Qua phải đây, qua bên phải đây, qua bên phải. Qua vòng tuyển chọn được rồi nè. Rồi.
Rồi, bình định, bình tên, bình đựng, bình tên ơi. Bang bang lên. Bang bang kìa. Bang bang kìa. Ủa, đi đâu vậy? Bên trái, bên trái, bên trái. Người về. Trời ơi. Mày lé mày lé thì mày cũng thấy hai người chứ mày đi đâu qua bên đó vậy? Mày thấy một người mày đi vô nữa. Mày đóng to đèn hoàng là bây giờ mày không có vé. Bây giờ là chị Đam My đã được tuyển chọn rồi đó. Bây giờ mày làm sao mày đi đúng tới chỗ này thôi là mày thắng. Ừ, ok. Đi tới chỗ đó luôn hả? Ừ, đi đúng chỗ này cho tao. Ừ, nhanh lên. Đi đi. Trái luôn ơi. Trái luôn, qua bên trái, qua bên trái. Qua bên trái luôn. Ờ, cái gì? Trời, cái hôn nhỏ kìa. Cái hôn nhỏ kìa. Thôi, nhỏ cuối cùng. Wow, dở quá. Yeah. Hey. Đẹp gì? Rồi mày hát một bài à? Dạ, rồi ơi, tôi dạ, thấy mình có đẹp gì? Ơi ơi, từ từ. Ủa? À, gì vậy? Được rồi, bây giờ tiếp theo tôi là Tia ơi. Ơi. Bây giờ giữa bốn người này cũng ngang tài ngang sức quá. Bây giờ cho mỗi người thi tiếp tục một cuộc thi để tuyển chọn ra một người. À. May mắn được chọn cái vé là bây giờ vòng này sẽ là vòng nói xấu những người chị em trong làng sinh tố là bốn người đó. Đó, cái này nha. Bốn người thôi. Rồi, người đầu tiên. Được nói, có những gì? Dạ, em chúc em có ghi một quyển sổ luôn. À, đồ mày đọc được không? Sao thẻ nó hai chữ vậy? Mày đọc hộ tao cái. Mày đọc hộ tao cái. Thôi sao, nhắm một bên con mắt chắc được. Ờ, ok. Sao nãy mày không nhắm mắt để mày đi đây cho nó lẹ. Ồ, dạ, đúng rồi ha. Chạy bên cho dễ nè. Tiếp anh. Chạy bên cho dễ nè. Nhìn hai bên gì? À, ok. Đi ăn pizza đi ba ơi. Đi ăn pizza đi. Rồi, chị Nam My trước nha. Trời ơi, chị Nam My nói xấu chị Nam My là chị Nam My chiên mồm lên lên mạng gạ trai. Trời ơi, còn lại nói lại mình là em gái 18 tuổi, cần tiền đi học anh gửi em 2 triệu. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Mấy bay gì đi học. Trời ơi. Abi đi. Trời mày nghe cái gì cho tao, mày nghe cái gì cho tao. Rồi, Abi nè. Rồi, cho em có lần em thấy á. Đó, hết bị phản qua châm của chị Dâm mà nó còn nói xấu chị Dâm. À, bà gì bà bò nắm gì á bà bị dẻ. Trời ơi. Ủa bà nắm là Hundo mà. Không. Hundo mà mày. Con này nó cũng nói luôn, còn con Hundo mới ác liệt nè. Gì vậy? Nó đi đâu? Nó đi từng nơi á. Á, à, nó cắt của người tây miếng tóc, cắt của người kia miếng tóc, nó về nó dán lên cái đầu của nó. Trời ơi. Trời ơi. Con này lóc la. Gì vậy? Đó đúng rồi, mày xong, mày xong. Con Huno lên đây. À, trước khi nó xấu tất cả mọi người, nó xấu ba bà chị của tôi xin tặng ba người một bài. Liên quan đến tình đi xuống đi xuống chờ sân khấu vừa lại cho Huno. Spotlight ok. Đâu giờ là mình sẽ cho tình cảm này chia rẽ luôn mọi người ơi. Ok, tôi xin hát dành tặng cho ba chị của tôi một bài tình yêu riêng biệt của tôi. Sao đành bỏ anh đi? Bao ngày hát bên nhau, ta đã mưa cùng nhau bắt dê. Em thích ăn khoai mì, còn mình anh thích ăn khoai trường. Em đố anh ăn khoai nước mà không nhai. Tăng. Rồi, mình lại. Rồi, đúng rồi. Con Hai Bi. À, em hả? Em hả? Cái mặt như cái máy vậy? Em hả? Em hả? Bây giờ mày có nói không? Không. Nghe nói. Nhanh, leo lên. Trời ơi, nhớ. Từ để em nhớ coi, mấy bữa trước này mới biết sự thật ra nè. Từ hơi, có cái mặt này hơi khùng ngu ngu xíu à. Chị giống nào? Mày nói gì vậy? Nói cho người ta hiểu vậy. Biết ngu vậy trời. Ôi, Bi, mày hãy nói giùm bạn gái mày đi. Tôi nghe được á, Abi cãi ngày cái bà Abi này nè. Suốt ngày cứ qua gạ tất cả con trai trong làng này. Trời ơi, chị Abi làm như vậy không? Trời ơi, không biết không? Bà đâm thủng cái nhà của làng của luôn. Trời ơi. Ôi trời ơi. Tin được không? Nhìn cái mỏ kia kìa. Không tin được rồi. Đầu xanh mỏ đỏ. Ờ đúng. Đầu tím mỏ xanh. Ok. Trời. Tiếp. Con nhìn cây. Đâu? Anh nói gì? Mày nhìn ai vậy? Mày nhìn chiếc mặt ta nè. Anh nói gì? Mày nhìn cái gì? Trời ơi, anh nói gì? Cái mặt mày đi vậy nhiều quá mày lú luôn rồi kìa. Sao tôi anh biết tôi đi vậy nhiều anh trong nhà tôi hả? Không. Mà mày đi ấy tất cả mọi nơi. Đó là bố mày bị nói à. Thiêu. Đi nhà tao nữa. Ê. Ôi trời. Cái gì? Trời ơi. Giờ sao nữa? Tiếp coi. Chị Nam My. Bây giờ nói lại tụi nó đi.
Ờ chắc chị Nami cũng chờ nãy giờ rồi. Ừ bả cũng chờ nãy giờ, bả cay lắm mọi người. Bị nó sống mà sao không cay. Ê chị nói đi vậy. Con này. Con này ồn quá, nó bị lợi. Đi mày. Vậy đó mà phải nói xấu nó cho mọi người biết. Hồi nãy á, lúc mà tôi định qua tôi tìm nó, xong cái tự nhiên nó đi vậy. Nó đi vậy. Mà nó để cái quần ở ngoài. Xong rồi á, cái bà thấy nó bị lé không? Chị ăn cắp cái quần của nó. Trời ơi. Nó cắp cái quần của nó. Nó để ở đâu à không biết. Sao nó đi vậy sao? Cái nó đánh rắm tám hướng luôn, nó lé. Trời ơi. Ghê quá. Làm việc rồi, con nhỏ này đi, túi quá mày ơi. Mày đi, rồi, được rồi, đó. Tiếp người khác đi chị Nam ơi. Còn Hu đâu hả? Nó đi, nó tưởng là tôi còn không, nó đi bất lâu rải từ nhà. Mày đi ra coi con túi này. Rồi, tiếp chị ơi. Nè, bạn chị cho tôi hả? Quay nè. Nè, bây giờ nè. Em sao? Nhớ rồi. Nó có bồ rồi mà cứ nó chạy lạ tới là nó dành như người chết. Chị Nam không xứng đáng được. Trời ơi. Được rồi, chị Nam ơi xứng đáng được đi. Ê, ta nói nó vừa gì đâu á mấy bạn ơi. Cái tật á bây giờ như vậy là đáng nợ. Đáng nợ, ta nói cười người hôm trước hôm sau người cười đó không nha. Đúng vậy. Ok các bạn ơi, mình đã trả thù lại cho bản thân mình rồi ơi, mình cũng đã trả thù cho những thằng con trai trong team xin tốt mọi người ơi. Đúng rồi. Trời ơi, cái gì mà giúp đầu vậy? Giúp máy đỉnh. Đúng rồi. Ok các bạn ơi, và mình cũng đã trả thù thành công. Và người giúp mình trả thù đó chính là Iachobi. Ok, được rồi, nhớ lại những thành viên cho tất cả các thành viên trong team Sinto. Mới tung cửa sổ rồi. Mày còn dám rồi, ai còn dám chọc tới dâm không? Nghiệp quốc đâu? Không, giúp máy đỉnh. Ok, được rồi, con phải giúp đi. Cái gì? Mày nói cái gì? Chấm bò chấm bi. Tụi bay. Tao coi ăn bạn anh em ơi. Tao coi lại. Giết thằng thôi. Ồ, con hù đồ đó nó đi ai chặn nó coi à. Đưa lại. Đưa lại rồi. Giết nó. Bắt nó lại bắt nó lại. Bắt nó lại. Dễ bật dễ bậy nha, dễ bậy cho con. Ờ đây đâu nó. Bậy giờ. Có cái nào giết cái bình thường không ta? Có. Bây giờ giết thằng đầu hũ, tụi bay xử thằng đầu hũ từ đây cho tới tối. Ok. Ok. Trời ơi. Cái gì? Cô bé thiểu năng và cô bé mắt lé chơi chung với nhau đôi bạn thân. Thử đó, đúng không? À nó vừa gì đâu. Ok ơi, đi chết thôi. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinto Team dành cho ai là fan của Sinto Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto. Đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinto Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé.